Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mới đây tờ insidevina.com tiếng Hàn có đưa tin, sự bùng nổ ngoại thương của Việt Nam, khối lượng giao dịch tháng 7 lần đầu tiên vượt 70 tỷ USD trong lịch sử. Xuất khẩu 362 USD, tăng 7,7% so với tháng trước, tất cả các sản phẩm chính đều tăng đáng kể. Khối lượng thương mại tích lũy đạt 440,45 tỷ USD, tăng 17,2%. Thặng dư thương mại khoảng 14,5 tỷ USD. Phóng viên Hee Sang Lee, tháng trước, thương mại của Việt Nam được tính toán đã vượt mốc 70 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử. Theo Tổng cục Hải quan ngày 14, kim ngạch thương mại trong tháng 7 ghi nhận 70,11 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên khối lượng giao dịch hàng tháng vượt quá 70 tỷ USD. Ngay cả vào năm 2022, khi thương mại hàng năm đạt mức cao kỷ lục 732 tỷ USD, thương mại hàng tháng chưa bao giờ vượt quá 70 tỷ USD. Trong số này, xuất khẩu cũng có kết quả tốt, tăng 7,7% lên 36,23 tỷ USD, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 36 tỷ USD. Nhập khẩu tăng 11,2% lên 33,88 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại 2,35 tỷ USD. Theo đó, khối lượng thương mại tính đến tháng 7 năm nay là 440,45 tỷ USD. Tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng thời gian, xuất khẩu đạt 227,49 tỷ USD và nhập khẩu tăng lần lượt 16% và 18,5% lên 212,96 tỷ USD, ghi nhận thặng dư thương mại 14,53 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu theo mặt hàng trong tháng 7 cao nhất với 30% đối với máy tính, sản phẩm điện tử và phụ tùng, tiếp theo là nhựa 29,9%. Gỗ và sản phẩm gỗ 23,3%, máy móc, thiết bị và phụ tùng khác 19%, điện thoại di động. Điện thoại và thiết bị ngoại vi ở mức 12,3% và giày dép ở mức 10,1%. Kết quả là tất cả các mặt hàng xuất khẩu chính đều tăng đáng kể. Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đang bùng nổ. Đến tháng 7 đạt 1,36 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đầu là xuất khẩu thủy sản 105%, ngũ cốc chế biến 116% và thép 166%. Nhập khẩu phân bón tăng 325%, đạt 160 triệu USD. Kim ngạch thương mại 2,7 tỷ USD, tăng 45%, nhập siêu 13 triệu USD. Năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga tiếp tục bùng nổ. Theo Tổng cục Hải quan ngày 21, xuất khẩu sang Nga từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay đạt 1,36 tỷ USD. Tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo mặt hàng, xuất khẩu thủy sản 105%, bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc chế biến 116% và sản phẩm thép 166%, dẫn đầu mức tăng xuất khẩu chung với tốc độ tăng trưởng 3 con số, trong khi xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như gạo và hạt tiêu, máy móc cũng tăng gần gấp đôi. Lượng xuất khẩu lớn nhất là sản phẩm thép đạt 700 triệu USD, 51,4%, tiếp theo là sản phẩm thủy sản với 117 triệu USD. Đối với Nga, Việt Nam duy trì vị trí là nhà cung cấp cá thịt trắng lớn thứ hai thế giới sau Argentina kể từ năm 2012. Đặc biệt, xuất khẩu cá ngừ đã tăng hơn, gấp đôi trong 3 năm từ 14 triệu USD lên 29 triệu USD vào năm 2021. Trong cùng thời gian, nhập khẩu hàng hóa Nga của Việt Nam tăng 45% lên 1,37 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu phân bón lần lượt là 364.000 tấn và 165,5 triệu USD, tăng lần lượt 32,5% và 400% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành mặt hàng có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao nhất. Tính đến tháng 7 năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt xấp xỉ 2,7 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái và nhập siêu khoảng 13 triệu USD. Tổng cục Hải quan giải thích, thương mại giữa hai nước tăng trưởng đáng kể nhờ sự mở rộng kinh tế không ngừng của Nga, và điều này được hỗ trợ bởi sự cải thiện mạng lưới logistics sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, VNEUFTA. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga trong quý 1 và quý 2 lần lượt là 5,4% và 4%. Theo Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASFP, các mức thuế ưu đãi sau khi VNEUFTA có hiệu lực đang góp phần quan trọng nâng cao khả năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm Việt Nam, trong đó có hải sản. Ngoài ra, các hãng tàu Nga đã mở tuyến thẳng thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng - Vladivostok, các hãng tàu khác cũng mở tuyến mới, giúp giảm thời gian vận chuyển sản phẩm giữa hai nước. Việt Nam có dấu hiệu phục hồi trong xuất khẩu dệt may, tháng 7 4,3 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
lần đầu tiên vượt 4 tỷ USD trong năm nay, cao nhất trong 2 năm. Tích lũy 23,9 tỷ USD 5,9%, 39,5 tỷ USD của năm ngoái 10%, xuất khẩu sang 113 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và EU, với mục tiêu 44 tỷ USD. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong tháng 7 ghi nhận mức tăng 2 con số, cho thấy dấu hiệu phục hồi của ngành dệt may vốn đã chững lại trong năm nay. Theo Tổng cục Hải quan ngày 12, xuất khẩu dệt may trong tháng 7 đạt 4,29 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022, và đây là lần đầu tiên trong năm nay xuất khẩu hàng tháng vượt quá 4 tỷ USD. Theo đó, xuất khẩu dệt may từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay đạt 29,3 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính theo mặt hàng, xuất khẩu sợi và sợi tăng 3,5% lên 2,53 tỷ USD và hàng dệt may tăng 18% lên 458 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may tới 113 nước trên thế giới, trong đó có các thị trường lớn như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, EU và Trung Quốc. Năm ngoái, xuất khẩu dệt may đạt 39,5 tỷ USD, giảm 10% so với năm trước. Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại!